Bài kiểm tra về cái nệm mạng đúng kẹo sinh sẽ bắt đầu rồi. Nào, cái mạng bị cái gì? Cái này là một phương thức này. Cái này không phải supervisor mà là thiết kế để tạo ảnh mà không phân biệt được thật đúng không? Đấy, như này. Theo. Vậy thì thằng gan được bao gồm cái gì? Gồm hai phương thức. Cũng đoán rồi. Phương thức đầu tiên là sinh ra để tạo ảnh. Thông số thứ hai là sử dụng một cái phân biệt dữ liệu đầu vào thật hay giả. Và hai phương đó là đối với nhau. Thế này. Submit 100% rồi, tốt rồi, xong. Thì chúng ta sẽ đến cái phần video sau nhé.